là thông thường Cộng Hòa, dòng xe Cộng Hòa ha, giao giữa bên đây là quận 5, quận 10 và quận 1, quận 3 ha. Đó, giống thành phố rồi ha. Đây là công viên Âu Lạc, hướng đó kia là hướng đường đi Thế Tổ, bên đây là đường Nguyễn Văn Cừ nha. Bên đây là Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học Tự nhiên và trường Phổ thông Trung học Lê Hồng Phong và trường khách sạn Nico, khách sạn Nico ha. Hướng này là danh trại quân đội nhân dân, nhà hàng Phú Quang Khang, bên kia là Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Thượng, Nguyễn Thị Minh Khai với đường Nguyễn Thị Thực. Ở đây là ngay chỗ đường Phạm Chí Chánh, thẳng xuống là ngay bệnh viện Từ Dũ á, cô chú chị. Là mình sẽ tới bệnh viện Từ Dũ. Bên đây trái ha, bên đây phải mình rẽ ra khu Cống Quỳnh, khu phố đi bộ Bùi Viện nha. À, đây là đường Cống Quỳnh nè, Phạm Chí Chánh, nhà mình thuộc quận 1 ha. Kia là bệnh viện Từ Dũ á. Đây. Đây ha. Đây, đây nhà mình nằm ở đây nè. Chào quý cô chú chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng xin giới thiệu đến quý cô chú chị và các bạn một căn nhà nằm kế bên bệnh viện Từ Dũ luôn, ngay góc đường Cống Quỳnh với đường Phạm Chí Chánh. Ngay chỗ đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Cao Thắng. Cái cầu nối này là nối giữa hai tòa nhà của bệnh viện Từ Dũ ha. À, bệnh viện Từ Dũ đây nha cô chú anh chị. Và bên đây là đường Phạm Chí Chánh, bên phải là bệnh viện Truyền Huyết Học và đi lên trên kia là công viên Âu Lạc, ngay dòng xe Cộng Hòa. Đi về Trần Phú, Hùng Vương, Lý Thái Tổ. Và bên đây nè, đồn biên phòng và kế tiếp là cô mắt Cống Quỳnh. Nếu mình di chuyển thẳng về hướng bên kia là mình sẽ ra dòng xe Cống Quỳnh là di về phố Tây Bùi Viện, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Còn đi đường này lên kia là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đường Lê Hồng Phong, Đại học Sài Gòn, Đại học Sư phạm ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị và bạn một căn nhà nằm ở trong hẻm đó, nhưng mà cách mặt tiền chỉ có 10 mét thôi. Nhà này có kích thước ngang là 8 mét nhân cho 2 mét rưỡi. Đó, nhà thì đăng ký kê khai là 20 mét vuông nhưng diện tích mình đang sở hữu là 17 mét vuông được công nhận ha. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 1.8 tỷ nha, 1.8 tỷ có bất lộc thôi. Đó, giá thì giá rất sát rồi, nhà thuộc phường Phạm Văn Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và bây giờ Vũ Hồng review từ bên ngoài vô bên trong cho cô chú chị bạn xem nha, từ ngoài vào trong ha. Đằng kia là cái cầu vượt của bệnh viện Từ Dũ nối giữa hai tòa nhà ha. Đây là góc đường Cống Quỳnh với đường Phạm Chí Chánh nha. Đó, góc đường Cống Quỳnh Phạm Chí Chánh. Bây giờ mình vô nhà ha, nhà mình nằm đây. Đó, căn này nè cô chú anh chị. Đó, căn này hẻm thông qua hẻm 162 luôn nha. Nhà mình là căn nhà sẹt 5 đó cô chú anh chị, bên tay phải nha. Đó, căn nhà bên tay phải đó cô chú anh chị thấy không? Đó, đi vô là cách có cái căn nhỏ này thôi là tới nhà mình nè ha. À, nhà mình là kế bên cái chung cư lớn nè ha. Khu này là hiện hữu nha. À, Vũ Hồng mở cái khu quy hoạch cho cô chú anh chị bạn xem. Là nhà mình thuộc khu hiện hữu, không có bị quy hoạch giải tỏa em giới lộ giới gì hết. Đây, nhà mình thì từ đây qua đây là 8 mét, chiều sâu vào là 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi nha cô chú anh chị. À, tính từ vị trí này nè cô chú anh chị, từ đây nè. Đó, từ vị trí này nè, đó, vô trong nè là 2 mét. Từ sâu vô là 2 mét rưỡi rồi, chiều ngang qua là 8. Chiều ngang qua là 8 mét ha. Hẻm này thông qua hẻm, thông qua bên kia là hẻm 162 nha cô chú anh chị, 162 Bùi Thị Xuân luôn nha. Đó, nhà mình từ đây nè, nó qua đây hết bên đây luôn ha. Và về trên thông tin quy hoạch là nhà mình là hoàn toàn khu dân cư hiện hữu nha. Hiện tại hẻm cao ráo không ngập nước và hướng nhà của mình là hướng bắc đã sang hướng tây một ít ha. Và đây là cái thông tin quy hoạch của nhà mình đây. Đó, thông tin quy hoạch của nhà mình ha, diện tích đất đang sở hữu là 17 mét nha cô chú anh chị. Đó, hiện hữu hết luôn, không có bị quy hoạch gì hết nha cô chú anh chị.
đất ở ha. Là trên cái thông tin là mình là thông tin về là đất ở không nha, không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì nha. Thường mình check quy hoạch trước khi cho bán cho cô chú anh chị. Có gì thì mình nói rõ hết để nó dễ dàng ha. Nhà này hiện hữu nên cô chú chị bạn yên tâm. Đó, mình nhìn ha, ở phía ngoài này hai phòng là có hai cái cửa sổ, chủ nhà có làm cái song sắt nè để mình để cây cối đồ hoa tươi rồi ha. Đó, đây giờ nó ok luôn nha. Rồi, xin nói lại là ra mặt tiền đường chỉ có khoảng 10 mét thôi nha. Đó, bước vô đây mấy bước là tới nhà. Chiều ngang qua 8 mét và chiều sâu vào á là 2 mét rưỡi ha. Gạch này là gạch 6 tấc, 6 x 4 24. Bức tường này, bức tường bên trong là khoảng 2 mét 6 á. Diện tích đất mình đang đăng ký kê khai là 20 mét vuông, nhưng mà ở đây đang sở hữu về đất ở là 17 mét nha cô chú anh chị, 17 mét ha. Đó, dưới chợ thì để trống nè. Đó, dưới đây thì dưới cầu thang chủ nhà có để sẵn cho mình cái chỗ để mình lắp máy giặt ha. Đây nè, ống giờ nước nè. Và đây nguồn nước nè, nguồn điện nè ha. Rồi đây, bên đây cũng vậy, đồng hồ nước bên đây ha. Và phía sau là nhà vệ sinh và gian bếp. Có hai cái cửa nha, nhà mình được hai cái cửa nha cô chú anh chị. Hai cái cửa ha. Đó, hai cái cửa nha. Đây gian bếp của nhà mình đây ha. Đó, đây là CB điện, cửa sau nè, hai cửa mở ra vô được hết. Rồi ở đây nhà vệ sinh, nhà vệ sinh thì bồn cầu liền khói và thiết bị vệ sinh cũng loại xịn. Chủ nhà lắp dán giấy dán gạch dán tường cao lên đến cầu thang luôn. Đó. Mặt bếp bằng đá hoa cương và chậu rửa inox 304 loại sâu lồng ha cô chú chị. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu nha. Nhà mình hướng bắc là sang hướng tây một ít ha. Và nhà thì chủ nhà đang kêu bán là 1.800.000 đồng, giá này chỉ bớt lọc thôi, không có thương lượng nha cô chú chị. Mời cô chú chị bạn lên trên lầu để mình xem ha. Ở đây là vị trí ngay trung tâm, mình có thể di chuyển về quận 3, quận 5 rất gần luôn ha. Đó, cái nhà thì khá rộng ha. Đó, cô chú chị bạn nhìn nè ha. Cô chú chị bạn nào đang có nhu cầu muốn sở hữu nhà quận 1 thì đây là một cơ hội cực kỳ hiếm luôn để cô chú chị bạn mình sở hữu được nhà này nha. Cầu thang thì bằng sắt, mặt đi bằng đá hoa cương bảng lớn ha, đi từ dưới lên trên nè, đi rất dễ luôn nha. Đó, xin nhắc lại ở dưới đây là chiều ngang qua mình á là được là 60 gạch, gạch này 40 gạch, gạch này là gạch 6 tấc nha. Đó, thêm bức tường bên đây và bức tường bên đây nữa. Chân tường thì được dán cao lên 1 tấc để mình lau chùi đồ nó sạch sẽ, nó không bị dơ ha. Ở đây là góc ngã ba đường Phạm Viết Chánh và đường Cống Quỳnh, kế bên bệnh viện, kế bên bệnh viện Từ Dũ nha cô chú anh chị. Và đối diện với cô bác Cống Quỳnh ha. Ở trên lầu thì có một cái không gian sinh hoạt chung nè ha. Ở phía trước giữa hai phòng có cầu thang đi lên đây. Và bên đây một phòng và bên đây một phòng ha. Đó, mình qua phòng bên đây trước đi. Đây một phòng nè, đó phòng nè ha. Ở đây mình nhìn thấy rõ ràng là 40 gạch 6 tấc. Đó, 40 gạch 6 tấc, chiều ngang qua đây là được 5 viên, 4 viên luôn ha, còn 4 viên luôn. Đó. Phòng này có cửa sổ luôn nha. Đó, cửa sổ nè, hẻm thì qua bên đó, hẻm mình hiện hữu 100%. Và bên kia là bệnh viện Từ Dũ nha cô chú chị, bên đó là bệnh viện Từ Dũ á. Đó, bệnh viện Từ Dũ. Ở đây thì có chỗ mình để trồng cây hoa rồi để đây nè. Nếu nhà mình ở thì để trồng cây rồi nó ngăn cách bên ngoài, bên trong nó có cái không gian. Đó, phòng này ha. Ở đây có sẵn dây điện để mình lắp quạt luôn rồi nè. Ở chân tường cũng được dán cao lên một tấc để mình lau chùi nó không bị bẩn nha. Rồi mời cô chú chị bạn xem lại cái phòng này một lần rồi mình qua cái phòng bên kia nha. Đó, vị trí cực kỳ trung tâm luôn ha. Nếu cô chú chị bạn thấy căn nhà ưng ý thì gọi liền cho chú Hồng cho cô chú chị để mình đi xem nhà ha. Và đây là cái phòng thứ hai, phòng này thì chiều ngang nó lớn hơn nè. Nó đến 5.5m, 4.5m. Cũng có cửa sổ luôn nè ha. Đó, đây nhìn qua bệnh viện Từ Dũ bên đó ha. Rồi cũng có cái khung sắt để đồ, để trồng cây rồi ha. Rộng rãi nha. Nhà hai một trệt hai lò, một trệt một lầu, hai phòng ngủ. Ở ngoài có CB riêng nè. Đó, có không gian sinh hoạt ở bên ngoài nè ha. Khá rộng rãi nha. Và đây là khu vực cầu thang. Mình cũng có thể đem máy giặt lên đây mình để cũng được, máy giặt ở dưới cũng được ha. Và xin nhắc lại căn nhà này là 200, địa chỉ là Sẹt 5 nha cô chú chị, 262 Sẹt 5, đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước 2.5m nhân cho 8m. Và căn nhà này thì chủ đang kêu bán là 1.800.000 đồng ha. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979 nha.
Và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở quận 1, phân khúc 1 tỷ 8, giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. À, nhìn lại nữa ha. Rồi bước ra ngoài rồi xong chú Hồng sẽ kết thúc video review ha. Rồi, Vũ Hồng xin cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết cái clip review căn nhà ha. Vũ Hồng xin nhắc lại là căn nhà mình là nằm ở hẻm thông nha cô chú chị. Ở hẻm thông đường 282/5 đường Cống Quỳnh, thông qua hẻm 162 đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ngay bệnh viện Từ Dũ ha. Góc ngã ba đường Cống Quỳnh với đường góc ngã ba đường Cống Quỳnh với đường Phạm Chí Chánh. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những cái video review nhà lần sau nha.